về mấy cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải đánh giá lại, nhìn nhận một cái góc độ. Mà trong đây thì cái cờm, những cái câu cờm của anh Hoàng Nguyên ở bên Mỹ á, thì bản thân tôi cũng đã nhiều lần cũng tranh luận, phản ứng và thể hiện cái sự không đồng tình trong những cái câu nói lời nói. Xin thưa với anh chị đang theo dõi, thì anh chị có thấy rằng là có một cái nỗi buồn nào, có một cái nỗi buồn nào mà khi những cộng đồng người Việt ở bên hải ngoại nói chung và ở Mỹ nói riêng á, khi đi đến một cái thành phố, một cái trung tâm mua sắm hay là một cái điểm tham quan du lịch nào đó, mà cái người dân sở tại hoặc là lực lượng chức năng cảnh sát vậy đó, họ để một cái bảng, để một cái cảnh báo mọi người về cái tệ nạn trộm cắp mà bằng tiếng Việt. Anh Thơ Quang có đó mà. À, bằng tiếng Việt thì chúng ta thấy được rằng là buồn. Chắc chắn là buồn. Anh Thơ Quang có nghe em ha? Có đang rồi đó chưa? Khuya cho nên mình cũng có mở đèn, nó sáng nhiều cho nên cũng để mờ mờ ảo ấy. Chơi đèn Nhưng mờ đi, cứ mà coi như là đang trong cái chốn bồng lai tiên cảnh gì đó. thì anh Thơ Quang có thấy rằng là cái buồn nhất của bà con cộng đồng người Việt chúng ta ở bên nước ngoài, và đặc biệt là ở Mỹ, khi đi đến những cái trung tâm mua sắm hay là những cái khu du lịch này nọ đó, họ để cái bảng cảnh báo bằng tiếng Việt về cái tai nạn trộm cắp, mình thấy buồn không? Thà họ để Đúng tiếng rồi. Thanh Trung, cái tiếng Anh hoặc cái chữ viết của nước sở tại họ để họ cảnh báo chung á, thì nó lại khác đấy. Đằng này đưa cái tiếng Việt ra nói làm nó xấu đi cái hình ảnh cái tiếng Việt của Việt Nam, đồng thời nó làm xấu đi cái hình ảnh của người Việt, cũng buồn chứ. Nhưng mà để chúng ta thấy được rằng là cái tự tôn dân tộc, cái bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt, khi mà một số người họ sống ở trên các nước mà họ cho là văn minh đó, thực sự họ chưa văn minh. Họ chưa văn minh. Ở Việt Nam vẫn có những cái bảng hiệu, những cái bảng bữa nay là một số cái siêu thị họ vẫn để những cái khuôn mặt những người mà chuyên móc túi này nọ cảnh báo người dân, cũng như là để cho lực lượng chức năng khi phát hiện là có thể là có cái biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên đó là mình nói thiệt, ở Việt Nam mà để cái bảng hiệu mà cảnh báo là có trộm cắp đồ, trộm đồ này nọ rồi ít lắm. Tuy nhiên cái tình hình trộm cắp vặt ở Việt Nam nó vẫn có chứ không phải không. Nhưng mà để mình nhìn thấy được rằng là bà con những người Việt mà qua bên định cư ở nước ngoài, đa phần là mọi người đều chí thú làm ăn, lo cái cuộc sống mưu sinh, đồng thời để kiếm những cái nguồn tích lũy mà gửi về Việt Nam là hỗ trợ giúp đỡ cho người thân ở bên Việt Nam. Chứ còn nói thật ra cái nguồn tiền mà của bà con bên đó mà gửi về ở Việt Nam á, mà theo như cái luận điệu xuyên tạc á, thưa quan, thì đừng có gửi tiền về cho cộng sản nó giàu, nó làm giàu. Thật sự cộng sản nhà nước Việt Nam chưa hề lấy một đồng nào trên cái phần tiền của bà con gửi về. Ví dụ như mình nói là bây giờ thu thuế đi 10% cái tiền gửi về, thì anh cứ nghĩ rằng là một năm Việt Nam như năm 21 này chúng ta thống kê là khoảng từ cái số lượng ngoại hối mà gửi về Việt Nam á khoảng 1,5 tỷ, thì chúng ta cũng được xích sót, ví dụ thu 10% thì cũng được xích sót khoảng 2 tỷ 2 tỷ đô la. Cái nguồn đó bổ sung rất lớn cho cái hoạt động của nhà nước, chi cho các hoạt động khác, nhưng mà nhà nước cũng đâu có thu đồng nào đâu. Thực tế bản thân tôi thì không có người bà con ở nước ngoài gửi tiền về để mình biết, nhưng mà những người xung quanh họ có thì họ cũng đều khẳng định là ngân hàng hoặc là nhà nước chưa bao giờ thu một đồng tiền thuế nào trong cái phần tiền, dù gửi 200-300 đô hay là gửi vài ngàn đô hay gửi cả chục ngàn đô thì quy ra tiền Việt Nam. Tại vì cái luật Việt Nam thì luật ngân hàng thì không cho dân là sử dụng cái đồng tiền đô la khi gửi bằng đồng đô la, hay các cái đồng tiền khác thì
về tới Việt Nam thì cũng quy ra cái đồng tiền Việt và chi trả theo cái giá đó đó của nhà nước quy định. Chứ còn còn nói nhà nước thu thuế thu tên tiền đó thì chắc chắn không có. Cái tiếp theo nữa là gì? À, đa phần bà con ở bên nước ngoài thì họ cũng đều chí thú làm ăn như tôi nói, nhưng mà cũng còn đâu đó những cái thành phần họ họ chống phá đất nước, họ chống phá đất nước mà chúng ta nói miết nó miết nó miết chắc nghĩa là phải vài chục năm nữa. Cái thế hệ anh em chúng ta mà còn tham gia diễn đàn mà tới phiên mà hết tham gia nổi nữa, 20-30 năm nữa thì chắc có lý rằng là cái những cái người mà nằm ở thế hệ F1, F2 nó không còn, thì quả may thì lúc đó nó mới tắt liệm đi. Chứ còn bây giờ còn nó bị nhồi nhét cái tư tưởng phản động, tư tưởng những cái tư tưởng nó không tốt. À, còn cái vấn đề mà mình nói như chỗ Hồng Nghiên nói, khi mà nói ra thì lúc nào cũng đâm bị thóc thọc bị gạo về tình hình ở Việt Nam, mà đa phần mình nói đâm bị thóc thọc bị gạo về Việt Nam. Nhưng mà cái hỗ trợ giúp đỡ cho đồng bào, cho bà con người Việt ở bên đó mà có cuộc sống mà bị khó khăn á, hay bị cái này kia thì hầu như tôi thấy chưa ai dang tay giúp đỡ cả. À, chẳng ai dang tay giúp đỡ. Điển hình như những cái người mà tự xưng là nhà đấu tranh cho dân chủ rồi đó. À, khi ngày mới qua đầu tiên thì cũng được đón tiếp long trọng đồ này mà không, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga rồi Bùi Kim Thành rồi, rồi cuối cùng bây giờ khi mà vỡ mộng ra thì cũng tự bươn chải chứ chả người nào giúp đỡ gì cả, chẳng ai giúp đỡ. Thực tế nữa đó, như cái chỗ bà cái anh ông tổ bà quê giờ rồi có nói tới cái ca sĩ Kim Ngân á, cuối cùng rồi bao nhiêu năm nay bên đó ăn bờ ngủ bụi, từ một cô ca sĩ hạng A của trung tâm Thúy Nga và Ribana, cuối cùng rồi bây giờ tàn tạ. À, nhìn không ra cái gì. Nói chung là cũng còn một số nghệ sĩ ở bên đây qua bên đó định cư như Việt Hương đồ, Việt Hương thấy Nga thấy tội thì cũng giúp đỡ. Ừ, cũng giúp đỡ. Chứ còn cái đa số người ta sống bên đó mấy chục năm nay cũng chẳng ai quan tâm. Ai khôn thì nhờ, ai dại thì chết. Chẳng ai quan tâm. Lúc nào cũng lên diễn đàn, lên các cái trang mạng là đấu tranh cho dân Việt Nam bị áp bức bất công đồ đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà chính những người Việt ở bên đó họ còn đầy rẫy cái bất công, cái đau khổ, chẳng ai dang tay giúp đỡ. Ừ. Nhiều khi mình nói nó hơi mang nhục một chút chứ mà hỡi tổ chức những cái buổi tiệc gì đó mà ghi là miễn phí á, thì đi thế đông. Ừ. Nhưng mà để mà quyên góp lại mà cái nguồn mà để cho hỗ trợ những người bà con của nó mà bị khó khăn không có thời đại dịch bệnh á, thì chẳng bao nhiêu người, chẳng ai cho. Rồi Hồn Nghiên thì lúc nào Hồn Nghiên thì lúc nào cũng nói về Việt Nam này kia kia khác, mà khi hãy đưa tới cái chuyện của Mỹ ra thì lại nói tôi ở New York tôi không có liên quan tới Cali đó, cái câu những cái câu mà mâu thuẫn câu trước nó đá câu sau đó thì chính anh Thơ Quang cũng đã từng mới thì mới nói là Hồn Nghiên, thì mình thấy nó vô lý không? Chuyện ở Mỹ không lo mà lo bao chuyện bao đồng cho Việt Nam. À, rồi cái tình hình cái người Việt bên đó, bà con người Việt bên đó thì một số thành phần ra rã lúc nào cũng nói ta đây là dân chủ này cả, nhưng mà những cái hình ảnh vừa rồi mà ở trên không gian mạng ở các báo đài mà nó đưa lên cái vụ Ngô Kỷ với lại Nguyễn Tấn Lạc mà chửi giống chí chế chửi nhau giống như là cái loại gì bò xích bò hung gì đó. Thấy nó nhục nhã. Tôi nói thành phần bên đó chữ quê hương đất nước phản bội quê hương đất nước ra qua đó ở, bây giờ thằng này thì cha này thì chữ cha kia Việt Giang, cha kia thì chữ cha nọ Việt Giang, hình như là thành phần nó lúc nào nó cũng cũng trong cái đầu là hỡi người mà đối lập mình là thành là gian tà. À, cái người mà bất đồng chính kiến với mình, cái người mà gì là gian tà, nó có một cái sự xa quá. Nhưng mà chữ thì chữ gì anh Thơ Quang thấy không, cái bọn họ rất là sợ pháp luật Mỹ, anh cứ xem những cái hình ảnh đi, đứng chữ chữ không có còn một cái câu nào nó thậm tệ hơn, nhưng mà cái việc người này đứng cách cách người kia vài mét đứng chữ vậy, giống như nhiều khi cái hình ảnh mà anh Thơ Quang cách đây mấy ngày đăng lên mà cái con chó đó, khi mà có người chữ người chủ mà ôm trong người là sủa thôi sủa quá trời, mà khi người chủ thả ra là đứng im thin thít không dám nói tiếng nào. Cái hình ảnh nó cũng giống như cái thành phần bên đó,
mình ví họ như con chó con cún thì nó cũng hơi 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 mạt xác thiệt, mà thấy không, mà họ không bao giờ dám dám nhào vô mà đánh lộn. Chứ mà nói thật, như nếu như Việt Nam chúng ta, người Việt Nam á, ở bên đây mà câu trước câu sau mà chửi cái đó là lao vào đánh sứt đầu mẻ trán chứ không phải không. Đương nhiên là bên đó họ hơi đụng tới thân thể người khác là cảnh sát nó tới nó gồng đầu liền, đâu dám đâu. Cho nên họ sợ luật pháp Mỹ, nhưng mà họ lại kích động người dân trong nước là xem thường luật pháp của Việt Nam, luật pháp trong nước. Anh thấy vô lý đó. Hai cái mà để mình thấy rằng là lúc nào cũng kích động người dân trong nước không chấp hành cái pháp luật của nhà nước Việt Nam, hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà bên đó thì họ sợ, họ teo lại, họ teo không còn cái gì luôn. Cái vô lý vì chứng tỏ là những thành phần đó là những thành phần gì, kích động dân trong nước, chứ đối với pháp luật Mỹ thì chả thằng nào dám đụng tới. Rồi cái những cái xuyên tạc, những cái xuyên tạc nữa mà vừa rồi anh tổ ba quê có nói đó, tới những cái vấn đề mà những cái thành phần nó ngáo chính trị, rồi tuyên truyền nó là năm 20 này là năm 30 năm là thực hiện mật ước thành đô, cuối cùng chờ rã rờ hết cái năm 20, bữa nay hết năm 21 và còn có mấy ngày nữa hết năm 21 à, cũng chẳng thấy. Rồi bây giờ tới năm 20 rồi không có được cái gì, bắt đầu là nó chứ năm 20 là do tình hình dịch bệnh cho nên là chưa có gì, cho nên là để tới năm năm 40. Anh thấy cái việc nó nói chu kỳ 20 năm, chu kỳ 20 năm, cái đâu biết gì đâu. Giống như anh thời quen có thấy rằng là vào những cái năm 99 2000 á, đặc biệt là năm 99 á, khi mà chúng ta đang sống trong cái giai đoạn năm 99 là chuyển giao qua cái thiên niên kỷ, là những cái tin đồn, cái tin đồn mà mình tới bây giờ mình gọi là mê tín dị Y2K đoan, là năm gì? 2000 là còn Y2K sập đồ à, anh nhớ không, đồn là năm 2000 còn sập, ai cũng lo chứ không nổ hết á. sự Đó, cố, sự cố Y2K. đó. Cái đợt đó Cái là sự sự cố cố Y2K, Y2K vậy đó. cái sự cố máy tính đó là nó mình không nói. Cái sự cố máy tính trong cái sự cố Y2K là tại vì họ thiết lập cái quy trình trong máy tính, là tới năm đó tự nhiên là cái năm toàn là số không, cho nên là nó bị sai cái dữ liệu cái chuyện. Nhưng mà cái tuyên truyền bên ngoài là ngày đó là trời sập trời đồ gì nó đúng đó. Thì mật ước thành đô, em hỏi anh Thơ Quang chứ, đối với những cái gì mà Việt Nam ký kết với lại nước ngoài trong quan hệ đối ngoại, đâu phải cái gì cũng công bố. Có những cái văn bản, những cái ký kết đó mà hàng nửa thế kỷ còn chưa chưa giải mật được. Luật pháp Việt Nam quy định là những cái gì mà nhà nước công bố là công bố, còn cái gì nó thuộc cái diện tuyệt mật, tối mật của bí mật quốc gia, đâu phải muốn công bố là công bố. Ví dụ như bây giờ em nói anh Thơ Quang á, nó có cái chuyện mật ước thành đô đi, thì nhà nước mà không công bố thì lấy gì ai biết. Nhưng mà chắc chắn là nó không có, tại vì Việt Nam chúng ta là một đất nước có độc lập chủ quyền, mắc mớ gì mà đi đi lệ thuộc vào sáp nhập vào thành một tỉnh, nói chuyện vô lý. Cái vấn đề tiếp theo nữa là gì, bọn chúng cái việc lấy cái đó suy diễn, chắc nếu như mà không có cái đó là chắc bây giờ giữa Việt Nam với là Trung Quốc mà ký kết những cái văn kiện gì hợp tác làm ăn giữa lãnh đạo hai nước, bắt đầu là nó đưa ra ví dụ như thời Đỗ Mười, thời các cái vị lãnh đạo trước đây rồi tới bây giờ cũng vậy. Tôi nghĩ tụi nó sao mà xuyên tạc đủ rồi bị dân đến mức độ mà cái dân bên nó mà nó cũng tin, rồi một số thành phần trong nước nó cũng ngáo đá nó tin. Đào Minh Quân đi kiện 36 38 ngàn tỷ, rồi vừa rồi ông Trump tuyên bố là Trung Quốc phải trả cho thế giới, trả cho Mỹ là 60 ngàn tỷ. Cái chuyện đâu có chuyện đơn giản, cho nên tôi nói nhiều người ảo ngáo. Mà ở bên đó bao nhiêu năm không về Việt Nam, mà có giỏi bây giờ có về Việt Nam mà được cho về Việt Nam thăm bà con ở 10 ngày nửa tháng, rồi cũng ở một chỗ, một số địa phương, một số nơi thôi, thì cũng chưa chắc gì ta thấy cái sự phát triển chung cả. Nhưng mà cũng phán bừa cũng Ôi. chia sẻ một chút như vậy. Rồi chào, chúc Ok diễn Huy. đàn chúng ta thành công, chào anh. Ok, cảm ơn Huy rất nhiều nha.